Chương trình Câu chuyện Y khoa xin được trở lại với phần 2 với hai vị bác sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay, đó là bác sĩ Daniel Dũng Trương chuyên về thần kinh, một bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới, và bác sĩ David Trương chuyên về đường tiêu hóa và gan. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về một phương pháp mới để điều trị bệnh Parkinson có tên gọi là DuoPA, đã được FDA chấp thuận vào đầu năm 2015. Với phương pháp này, hy vọng sẽ khắc phục được những nhược điểm của các thuốc điều trị Parkinson và cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ở giai đoạn muộn. Và hai bác sĩ đã thử nghiệm lâm sàng phương pháp DuoPA vào năm 2008. Bác sĩ David Trương đang giữ vai trò giám sát lâm sàng tại Bệnh viện Orcus Memorial, một trung tâm y tế hàng đầu miền Nam California, đang là nơi thực hiện phương pháp này, cũng là nơi nhận được bệnh nhân từ các nơi khác gửi đến. Một lần nữa xin bác sĩ Daniel Dũng Trương, như bác sĩ David Trương có thể nhắc lại cái cách mà bỏ cái ống này vô bụng bệnh nhân để cho thuốc ngắm vào, thuốc đưa vào ngắm vào. Cái cách bỏ đó là mình không có làm surgery, nghĩa là không có cắt cái người bệnh nhân, nhưng mà mình soi, là một có cái máy mà endoscope á, là mình bỏ vô miệng, cái mình đi xuống cái bao tử, rồi trong bao tử mình làm một cái lỗ nhỏ, cái lỗ nhỏ là bằng một cái kim nhỏ, thì cái lỗ nhỏ mình kéo ra một cái tuyếp. Thì cái tiếp đó là kêu bằng cái G-tube á. Là cái tiếp bỏ vô miệng xong rồi kéo ra. Kéo ra. Thì mình kéo ra đó thì nó thành, nó giống như nó, phía giống ngoài như là giống cái nắp giếng đi vào. Rồi, Thì là một cái tiếp đó, nó từ trong bò tử đó, nó vô, nó ra ngoài này. Thì mình sẽ cho thuốc vô phía này. Bỏ thuốc rồi. Rồi sau đó. Thuốc là thuốc viên hay thuốc nước ạ? Cái đó là cái gel. Cái gel. Intestinal gel. Rồi sau đó mình làm một cái tiếp thứ nhì, là cái thuốc nhỏ đó. Thì mình sẽ kéo vô thuốc ở trong cái ruột non. Rồi thì cái người bệnh nhân là làm xong rồi đó, người ta chỉ có một cái lỗ nhỏ thôi, rồi người ta coi như là bằng áo đồ, coi như là để cái này, có thể để cái này dưới áo luôn, cho nó được tép cho trong người, cho nên người ta very functional, giống như đeo cái pacemaker. Nó có ra ngoài một chút. Cái vấn đề mà để nhân cơ hội này để, tôi nói luôn về cái những cái mà lo ngại của người bệnh nhân đó, thành họ cứ ngần ngại là họ có một bị cái lỗ ở đây à. Bây giờ lỡ hộ tôi tắm thế thì sao, nước nó vào thì sao, nước nó vào sao, nó bảo không, cái nước nó vào lỗ này, lỗ này nó cũng vậy à, nó cũng một cái, nó cũng như vậy à, thành đừng có sợ, nó qua cái lỗ này, qua cái lỗ này, nó vào cái lỗ này, vào đến dạ dày, dạ dày cái axit của nó cũng giết hết trơn rồi, nó cũng vi trùng. Vâng, thì có thể đi tắm biển cũng được, coi là khi là đem cái tuyếp này nè xuống dưới biển cũng không sao. Vâng, bệnh nhân của tôi đeo cái này đi tắm biển, nước đâu có vào đâu, nó bó chặt này là đâu có vào đâu. Vậy là nãy bác sĩ nói nếu mình uống thuốc thì thuốc nó khó tan. Vâng, thuốc nó vào đến có khi viên thuốc đó, nó vào nó nằm ở đấy, nó nằm ở đó. Vì cái ruột nó không cử động đó. Giữa cái chất dopamine và chất antidopamine đó, thường thường những chất mà để làm cái pH acidic nó đi đó, là chất đi ngược cái dopamine. Đó, như domperidone các cả đấy. Thế thành đây là cái chất dopamine, thành nó vào á, thường thường những người bệnh nhân hay bị nó gọi là gastric pyritis, tức là cái ruột nó như là tê liệt, thành viên thuốc nó không tê liệt, nó không đi một cách, thành người bệnh nhân Parkinson cứ than là mình bị đầy bụng, họ không thích ăn, nên là bị cảm thấy là, thì cái viên thuốc nó cũng vậy, nó xuống nó nằm ở đây, thành nhiều lúc mình có cho viên thuốc mỗi một tiếng đồng hồ uống thuốc đi nữa, nhưng mà nó vào đó, nó nằm ở đó thì cũng như không. Cho cái này, đưa nước thì sao bác sĩ? Chứ nước, bây giờ cái nước nó không đẩy xuống, nó nằm ở đây thì cũng, đây là một bọc nước. Thành cái này nó có cái, nó đến đúng cái điểm mà nó hấp thụ, xong nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt, thành nó đều lắm. Mình có thể nghĩa là điều chỉnh nó lên hay xuống, đúng cái số lượng mà người ta cần thôi. Cái điểm hấp thụ là điểm nào, thưa bác sĩ nói rõ hơn ạ? Đây là bức hình của danh họa, nghĩa David Trương. Dạ. Danh họa, bác sĩ David Trương vẽ. Để các nghĩa cho chị, thì anh Daniel Trương nói đúng là cái thuốc nó đưa trong bao tử đó, thì nó nằm trong này thôi, bao tử là nó không có áp dụng, là thuốc nó nằm đây nhưng mà nó không có làm gì hết, chừng mà cái thuốc nó ra ngoài cái small intestine đó nó mới áp dụng. Thật ra nếu mình uống thuốc vô đó, nó nằm trong này, người ta không có feel cái effect của thuốc. Rồi sau đó nó vô trong đây thì nhiều khi nó nhiều quá, thế nên người ta sẽ lên xuống, nó on and off nhiều. Là mình điều chỉnh nó bên ngoài được. Còn mình để cái này vô đó, mình điều chỉnh nó dễ dàng, thế nên nó steady. Vào đúng cái điểm ở đó, mình điều chỉnh lên, tôi xuống, không có một cái yếu tố nào thay đổi nó nữa. Bây giờ Hương Thơ mới hiểu thêm là bị rối loạn cử động, bị Parkinson là từ trong nội tạng mình nó cũng bị rối loạn cái cử động luôn, phải không ạ? Không, trong nhiều cơ quan trong người lắm. Vậy thưa bác sĩ, hai bác sĩ, vậy em bị... Vì này, lấy một thí dụ nhé, cái chất ngày xưa mình học hóa học á, cái chất levodopa mà biến thành dopamine,
thiếu dopamine thì bị Parkinson, cái chất dopamine nó biến thành serotonin, thiếu serotonin thì người ta hay bị depression. Tức là bây giờ người đó sau này cũng bị depression. Cái serotonin về sau nó biến thành adrenaline đúng không? Thiếu adrenaline thì bị blood pressure, thì người ta áp huyết nó đi xuống, thành những người bệnh nhân sau này cũng bị áp huyết xuống nữa. Thành nó cứ đi bước xuống. Là domino effect. Vâng. Thành tôi chữa một bệnh nhưng mà hóa thành chữa ba bệnh. Dạ. Vì vậy. Nhưng vâng. mà chỉ nhìn thấy để mà nếu mà các khán giả chúng ta đang theo dõi mà họ đang bị Parkinson, vậy người đã bệnh nhân nào là good candidate, gọi là thích hợp, phù hợp với phương pháp này thưa hai bác sĩ? Có nhiều những người bệnh bây giờ trong sự thật, trong tất cả mọi bệnh trên, tôi may mắn là tôi vào cái ngành Parkinson, vì cái lúc mà tôi bước vào cái ngành này cách đây 20 năm á, thì cả nước Mỹ chỉ có 5-6 người thôi. Lúc tôi về Cali này tôi là người độc nhất, không có ở USC cũng không có ai cả. Thế nhưng mà những năm vừa bây giờ vì những cái sự cố gắng, thành bây giờ tiền bỏ vào cái vấn đề cái thuốc này rất nhiều và cái bệnh này rất nhiều, nghiên cứu vì vậy cho nên bây giờ có nhiều phương pháp chữa bệnh, nhiều cách chữa bệnh, thành rất nhiều cách chữa những cái triệu chứng như thế này. Thường thường hợp cho cái này là những người mà sau độ chừng 6 năm sau khi bệnh 6 năm thì bắt đầu rối loạn vận động, thì lúc đó mình phải điều chỉnh bằng cái thuốc. Nhưng cái này hợp với những người bị bệnh được chừng 10 năm. Thì cái này là cho mấy người bị advanced disease, advanced Parkinson, mà có cái bằng motor fluctuation là ta rung tay nhiều đó, thì mình bỏ cái thuốc này. Thì cái bệnh nhân là đầu tiên mà trong cái study đó, thì cái ông đó đó là ông rung rất nhiều. Nhưng mà nurse hồi trước khi mình làm đó, thì thấy ông là cục cửa mà mình sợ luôn, không như là trong lúc mà mình làm surgery, làm cái endoscopy đó, sợ người ta rung. Nhưng mình bỏ vô cái lên trên trên lầu đó, cái cho cái thuốc vô liền, thì vừa cho thuốc vô liền đó thì ổng cũng như là rất là normal. Thì đã cái người mà kêu bằng coordinator của cái research á, cứ ổng chở xuống dài cái ổng đi bộ xuống, thì mấy người ở dưới lab người ta gặp ổng, người ta không ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên, người ta khóc luôn, là hiệu quả ngay lập tức luôn, thấy rõ ràng là nó khác biệt trước với sau này. Phương pháp này nó kéo dài bao lâu ạ? Không, chị có thể dùng cả ngày, dùng hoài. Không, cái phương pháp mà bỏ ống vào bụng á, khoảng bao lâu? Cái này đó. Là ngoại trú, outpatient đó. Thường là outpatient, bây giờ mình làm outpatient, hồi mà làm cái research làm inpatient, tại lúc đó là còn sớm người ta chưa biết. Nhưng mà tụi này bây giờ là làm outpatient, mà không những không làm outpatient nữa, mà làm luôn là trong một cái outpatient facility, chứ không có làm nhà thương nữa. Thì cái này thường cái endoscopy đó, hồi đó làm research tụi nó cho 2 tiếng, nhưng mà tụi này có thể làm chừng nửa tiếng, một tiếng thì là xong, là bỏ luôn hai cái ống luôn. Vâng, vậy bảo hiểm có chi trả không ạ? Có chứ. Có, nó có trả. Bây giờ nó là kêu bằng nó là commercial rồi, thành ra bảo hiểm. Bây giờ nó là standard treatment. Thường thường đó, những phương pháp này nhiều bệnh viện không làm. Gần như Orange County hình như chỉ có tôi mới David làm việc với nhau về cái này thôi. Vì vậy, David được mời đi rất nhiều những cái bệnh viện khác để hướng dẫn người ta cách đặt. Vậy cái một câu hỏi cũng quan trọng không kém là nó có bị phản ứng phụ, side effect không ạ? Phản ứng phụ, side effect thì có chứ sao, bất kỳ cái gì cũng có được. Thí dụ infection có thể là một cái có thể xảy ra, nhưng mà rất ít. Nhiễm trùng hả? Vâng, nhưng mà rất ít. Tại vì ở khu vực này đó, những gì mình nhiễm trùng qua mình ăn vào đó, ở đây nó tẩy trùng hết rồi, thì ở đây nó cũng vậy, y hệt như vậy. Vâng. Nghe nói thuốc này vô người ta dễ bị ngủ gục bất thình lình lắm, đang lái xe. Không, bất kỳ thuốc Parkinson nào cũng có thể làm người ta bị sleepy dizziness. Không, cái đó là một cái effect, không phải là của căn bệnh. Thế thì bất kỳ một thuốc nào chữa Parkinson cũng có thể làm người ta bị drowsy. Nhưng mà cái đó vấn đề nó không phải là vấn đề quan trọng, vì mình chỉ cần thay đổi một chút. Nhưng mà thường thường levodopa là trong những thuốc Parkinson là thuốc làm ít bị buồn ngủ nhất. Là mình thấy cái experience mà hồi lúc mà mình làm cái research đó, là cái thuốc mà Parkinson đó, thường anh Daniel Trương phải cho nhiều thuốc lắm, rồi mỗi cái thuốc nó có side effect. Thì có một số người đó, mình bỏ cái thuốc này vô thì mấy cái thuốc kia mình không có xài nữa. Thành ra in general thì nó less side effect hơn. Nhưng mà nhiều khi cái gì cũng vậy, cũng giống như cái gì cũng có hai mặt, nhưng mà mình thấy cái mặt nào nó lợi nhiều, phải không ạ? Đúng rồi. Thì mình không có thể sống mà như chính vậy. Chính là cái phương pháp này là phương pháp tương đối ít làm buồn ngủ, là lý do tại sao cái triệu chứng mà side effect mà làm buồn ngủ nhiều hay không á, là tùy số lượng thuốc vào. Thế bây giờ Hương Thư cho thuốc nó vào lên đỉnh điểm này, thì lúc này là lúc làm buồn ngủ này.
Thế lúc nó xuống thì lúc này là tỉnh. Nhưng mà cái phương pháp này nó làm cái số lượng concentration, cái số lượng thuốc trong người nó đều đều này, thành mình monitor, ít bị những cái side effect ngày hơn. Vậy một lần nữa xin bác sĩ nhắc lại phương pháp này trước khi chúng ta chia tay. Đây là một phương pháp mà những người bệnh từ 6 đến 10 năm Parkinson có thể sử dụng. Không, thì họ phải nhập 10 năm trở lên. Vậy họ có cần bác sĩ gia đình giới thiệu hay là sao ạ? Không, thường thường là bác sĩ gia đình giới thiệu cho những bệnh nhân của tôi, thường thường là do các bác sĩ chuyên ngành thần kinh gửi đến. Thì đây là họ đã làm đủ các thứ rồi, thì chúng tôi cũng tìm cách, nghĩa là giải quyết bằng vài thứ thuốc và tôi có thể tính để làm nó. Khi nào không được thì chúng tôi dùng cái phương pháp này. Ngoài ra chúng tôi cũng còn nhiều phương pháp khác nữa, đây là một trong những phương pháp. Vâng, và cái điều hay nhất là đây là tôi nghĩ rằng là một tin vui cho các bệnh nhân bị Parkinson, vì không ai sống với cái căn bệnh mà đau khổ như vậy, không thưa bác sĩ. Thì bác sĩ Daniel Chương, David Chương cảm nhận cái phương pháp này thấy bác sĩ rất là vui và rất là sung sướng là được mang đến cái sự hiệu quả ngay lập tức đối với bệnh nhân, không ạ? Cái điều mà có một thuốc nào á, nó cũng có một số hiệu quả, nhưng mà làm cái nghề chữa bệnh Parkinson á, nó có một cái rất là hơi vượt đi. Nếu mà mình biết cái bệnh, người bệnh nhân đó đúng là loại gì, cho thuốc vào và xong 10 phút người bệnh nhân nhảy lên đứng lại xong bắt đầu đi á, thì cái đó là một cái nghĩa là phần thưởng tinh thần mà vô giá, không được tiền là có thể mua được. Như là thí dụ mình nếu coi cuốn phim Awakening, sau khi cái anh người từ uống cái viên xong thì có thể đi đứng trở lại, như là bừng tỉnh trở lại, thì cái mà David Chương vừa hồi nãy kể lại câu chuyện cái người bệnh nhân đầu tiên mà chúng tôi làm đó, tức là khi làm là khi mà mình đưa họ đi lên đó, thì không đi đứng cử đường, đưa đến lúc đưa lên trên phòng xong cho thuốc vào và ông tự đi bộ đi xuống cái phòng mổ. Wow. That is amazing. Yeah. Thì cái này không phải những bác sĩ vui nhưng mà bệnh nhân là cũng vui. Nhưng mà có nhiều người bệnh nhân người ta có nói nhớ đó, những cái người nurse trong bệnh viện đúng rồi khóc khóc luôn hả? Dạ. Trong bệnh nhân nhưng mà có những bệnh nhân người ta nói đó, không phải là người ta cái như là tôi get the life back, nhưng mà có vài người gì đó, không phải vài người, tất cả người mà mình chữa đó, là người ta nói là cái family life người ta nó được trở lại, ảnh hưởng tác động rất nhiều cái người xung quanh. Dạ, thì có mấy người mà bệnh nhân đó, có một bà đó thì bà mời nguyên cái team lại tới cái nhà hàng ăn luôn, một cái nhà hàng mất tiền, thì bà mừng quá. Vâng, vậy khán giả đang xem chúng ta mà muốn làm hẹn thì gọi liên lạc với văn phòng của bác sĩ nào ạ? Liên lạc với văn phòng tổ chức. Dạ vâng, và đó là cái đề tài hôm nay với hai bác sĩ Daniel Dũng Chương chuyên về khoa thần kinh và bác sĩ David Chương chuyên về đường tiêu hóa và gan, về phương pháp DuoPa Pump, phải không ạ? Gọi là DuoPa Pump là cái ống bơm thuốc DuoPa để trị cho bệnh Parkinson. Xin quý vị muốn làm hẹn hay mọi thắc mắc xin liên lạc với điện thoại ở trên màn ảnh với bác sĩ Daniel Dũng Chương. Hương Thơ cảm ơn hai bác sĩ rất nhiều và mong gặp lại hai bác sĩ vào tương lai gần ạ. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.